anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Đặng Gia. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị cách thay thế dầu máy rửa xe cao áp tại nhà. Thì như anh chị có thể thấy, đây là một chiếc máy rửa xe cao áp. Thì mình sẽ chỉ cái vị trí để anh chị tiến hành thay dầu. Thì ở đây nó sẽ có 3 cái vị trí. Vị trí đầu tiên chính là cái vị trí xả dầu. Vị trí bên trên cùng này là vị trí chúng ta sẽ châm dầu vào đây. Và đây là mắt thăm dầu. Khi mà chúng ta đổ dầu ấy, chúng ta sẽ lưu ý là đổ dầu đến cái chấm đỏ này. Không nên đổ đầy để trong quá trình hoạt động cái máy sẽ luân chuyển. Cái thời gian để thay dầu ấy, thì là lần đầu tiên chúng ta sẽ là 50 giờ đầu tiên sẽ thay dầu. Còn những lần tiếp theo ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm 150 giờ đến 250 giờ. Nếu như anh chị mà không thường xuyên thay dầu, không thay dầu đúng định kỳ ấy, thì sẽ xảy ra cái tình trạng là cái chất bôi trơn kém và sẽ gây ra những cái rung lắc và sẽ xảy ra những lỗi trong quá trình hoạt động. Nên chúng ta phải thường xuyên thay dầu. Và cái dầu mà chúng ta thay ấy, chúng ta có thể thay dầu xe máy hoặc dầu ô tô. Nó có cái thông số là từ 10W đến 40W. Khi mà thay dầu chúng ta sẽ tháo cái inox ra. Chúng ta có thể ngửa cái inox này lên. Và chúng ta sẽ tháo cái núm đỏ này để thay cho nó dễ. Hoặc nếu mà chúng ta thiết kế có một cái phễu ấy, thì chúng ta chỉ cần tháo ra và chọc cái phễu vào đây thôi. Và hứng một cái khay nhựa ở dưới đây để hứng dầu. Nó rất là đơn giản thôi. Trên đây là chia sẻ về cách thay dầu máy rửa xe cao áp tại nhà. Nếu như anh chị có bất cứ thắc mắc hoặc là cần tư vấn gì thêm thì vui lòng liên hệ đến trung tâm mua sắm.vn hoặc liên hệ đến số hotline tôi để trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.